Thụy Sĩ nổi tiếng và được thế giới biết đến với tên gọi thủ đô của những chiếc đồng hồ xa xỉ cùng những món đồ high-end đắt tiền. Cao cấp, sang trọng, tinh tế và chính xác là những tính từ gắn với những sản phẩm high-end Swiss made. Thật may mắn cho những audiophile khi đây cũng là một đất nước mà ngành công nghiệp âm thanh rất phát triển. Với những thương hiệu âm thanh nổi tiếng như Nagra, Dashiell, Goldmann và không thể không nhắc tới CH Precision, thương hiệu khẳng định đẳng cấp âm thanh high-end gắn mác Swiss made. CH Precision là công ty âm thanh được thành lập vào năm 2009 bởi Florian và nhanh chóng có được sự đồng hành của Thierry, một chuyên gia âm thanh có đam mê với nghề và ước mơ thay đổi thế giới audio. Dù ra đời sau nhưng CH Precision đã nhanh chóng chiếm được vị trí thống trị ở phân khúc cao cấp với thiết kế tinh xảo cùng khả năng tái tạo âm thanh chân thực, giàu cảm xúc. CH Precision đang nổi lên như một thương hiệu high-end của Thụy Sĩ với các dòng sản phẩm chính gồm Amli, Pre-Amli và Nguồn Phát. Gần đây, thiết bị của CH Precision thường xuyên xuất hiện trong các triển lãm âm thanh với vai trò như những sản phẩm tham chiếu. Đặc biệt, Ampli CH Precision được coi như một trong những giải pháp hàng đầu cho những dòng loa high-end khó tính cỡ Magico, IG, Winston Bennett hay bất cứ dòng loa high-end, Ultra high-end khác. CH Precision có hai dòng sản phẩm chính là 1 series và 10 series. Với các thiết bị đầu phát CD, SACD, bộ giải mã RA Controller, Primly, Power Amply, Phono, Power Supply High-End, những cái tên nổi bật như M1, L1, M10, L10. Với khả năng nâng cấp rất cao và linh hoạt giữa các dòng thiết bị, hiệu quả âm thanh đỉnh cao cùng thiết kế vượt thời gian là những gì người ta thường nói về CH Precision. Những sản phẩm CH Precision được sản xuất rất tỉ mỉ, tinh tế của người Thụy Sĩ mang một vẻ bề ngoài đầy sang trọng và tinh tế. Đội ngũ CH Precision hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu và đại học công nghệ để luôn cập nhật những thành tựu công nghệ và nghiên cứu mới nhất để áp dụng lên những dòng sản phẩm của mình nhằm theo đuổi hiệu suất cao nhất cho âm thanh. Không phải ngẫu nhiên mà CH Precision tinh tế, chính xác, chân thực đến kinh ngạc. Những công nghệ có trong sản phẩm CH giúp phát huy được toàn bộ khả năng trình diễn của đôi loa cũng như các thiết bị trong bộ dàn. Với sự nỗ lực và thay đổi không ngừng, CH Precision đạt được rất nhiều các giải thưởng lớn về âm thanh trong suốt hơn 10 năm phát triển vừa qua. CH Precision thường không bỏ lỡ bất cứ sự kiện âm thanh quốc tế lớn nào. Ở tất cả các sự kiện, CH Precision luôn có vị trí quan trọng và nhận được sự ngưỡng mộ cũng như thán phục của không chỉ người tham gia sự kiện mà còn của những chuyên gia âm thanh hàng đầu trên thế giới. Các triển lãm và sự kiện quốc tế như Shanghai International Hi-Fi Show 2018, High-End Munich 2018 và 2019, AV Show HK 2018, Tokyo International Audio Show 2018 và 2019, High-End Swiss 2019. Tại Việt Nam, Công Audio là đơn vị đã mang các sản phẩm của CH Precision để thỏa mãn đam mê chơi âm thanh của Audiophile Việt Nam. CH Precision cũng đã góp mặt và để lại tiếng vang lớn tại hai sự kiện triển lãm audio lớn nhất tại Việt Nam, Việt Nam High-End Show 2019 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Được phân phối độc quyền và chính hãng bởi Công Audio, một trong những đơn vị audio uy tín hàng đầu tại Việt Nam. CH Precision được Audiophile Việt lựa chọn cho rất nhiều bộ phối ghép khủng với các đôi loa high-end và ultra high-end từ các thương hiệu như Winston, Etherlon, IG. Sự hoàn hảo về vẻ đẹp và khả năng trình diễn âm thanh của những hệ thống này là vô cùng ấn tượng. Những người chơi đã lựa chọn CH Precision hầu như không muốn thay đổi đồ đánh cho bộ dàn âm thanh của mình.